Chào tất cả các bạn đến với quý mới của khoa học và công nghệ của TND. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm đỉnh cao của người Nhật, đó là một chiếc Sony mỏng nhẹ mà các bạn có thể là ở thị trường Việt Nam mình chưa có. Thì các bạn biết đây là hai chiếc Sony đang đứng bảng của người Nhật. Một chiếc đó là chiếc Ultrabook SVT. Máy tính bảng các bạn có thể nhìn. Chiếc này thì cũng không phải là dày, cũng không phải là mỏng, nhưng mà được cái là màn hình cảm ứng và có thể trượt lên thành một cái máy tính. Và đây là một chiếc đỉnh cao nhất của người Nhật bây giờ. Hàng được theo dạng sách tay về Việt Nam. Máy nặng theo mình cầm đây chưa đến 1 cân. Vỏ được làm bằng sợi carbon. Các bạn có thể nhìn thấy model của máy là SVP132A1CL. Máy mới có màn hình 13.3 inch làm bằng sợi carbon nên các bạn có thể nhìn độ mỏng đáng kinh ngạc luôn. Với màn hình Full HD, điểm ảnh rất là sâu, chạy Windows 8 bản quyền. Các bạn có thể nhìn kỹ các góc của máy. Mình nghĩ độ mỏng này cũng chỉ ngang một chiếc MacBook Air của người Mỹ. Máy có tích hợp 2 cổng USB 3.0 và cũng có cổng HDMI để chúng ta kết nối các thiết bị bên ngoài. Các bạn nhìn lại sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ review phần cấu hình bên trong máy. Chiếc máy rất là mỏng nhẹ nhưng mà được tích hợp công nghệ tiên tiến nhất, đó là công nghệ vi xử lý Harwell. Các bạn có thể nhìn thấy là cũng máy cấu hình khá là cao, i7-4005U. Các bạn có thể nhìn thấy là xung nhịp 191.80GHz 4 CPU. Và sắp xỉ hoạt động có thể turbo lên 2.4, các bạn có thể nhìn thấy. RAM của máy dùng 8GB 1600 và công nghệ chuẩn PC 3L. Như các bạn nhìn thấy, máy sử dụng màn hình độ phân giải 1920x1080 nên các bạn nhìn thấy điểm ảnh rất là sâu. Máy dùng Graphics 4400. Bây giờ mình sẽ đến phần kiểm tra ổ cứng của máy. Máy sử dụng ổ cứng SSD, chúng ta nhìn thấy là mọi tác dụng chúng ta chỉ cần kích vào là máy đã chạy. Tôi thấy là máy dùng ổ cứng 128GB SSD, dung lượng cũng không phải là quá nhiều so với một chiếc máy. Các bạn có thể nhìn thấy phần xa đây, đó là chiếc cảm biến. Bàn phím. Và các góc các bạn nhìn. Máy làm bằng sợi carbon nên rất là nhẹ. Và sợi carbon thì nó là công nghệ chỉ vỏ máy bay. Và người Nhật thì đa số là tích hợp cái vỏ carbon này trên máy tính, mình thấy cũng rất là lâu rồi. Và đây là chiếc cảm biến ánh sáng cho bàn phím. Các bạn có thể che vào là bàn phím sẽ sáng lên. Bàn phím gõ khá là êm. Với một chiếc máy nặng chưa đến 1kg như thế này, đối với các bạn di chuyển thì vô cùng là tuyệt vời. Và kiểu dáng cực kỳ sang trọng, doanh nhân. Sẽ rất là hợp lý cho các bạn hay phải trình chiếu. Đây là chiếc cổng HDMI. Chúng ta có thể pin, thời lượng pin của máy theo mình tìm hiểu thì pin có thể dùng được 11 tiếng. Ngang ngửa cho một chiếc MacBook Air. Các bạn có thể nhìn thấy độ mỏng của màn hình khá là kinh ngạc. Chỉ vài ms và độ ảnh, màn ảnh rất là sâu. Bây giờ mình đi thử tính năng âm thanh của máy xem nghe như nào. Nhìn thấy các máy Sony thì đa số là nghe nhạc cũng không được hay cho lắm. Theo mình thì chắc là âm thanh như này cũng chỉ ở gọi là nghe nhạc là trung bình chứ không phải là hay. Âm thanh cũng khá là to. Các bạn nhìn thấy là màn hình nhỏ nhưng mà điểm ảnh rất là sâu và chúng ta nhìn thấy con rất là rõ. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình.